Người giờ cái đứa nào mà nó ít tiền cái bán vốn lại cũng được. Tội nghiệp nó. Nhà người không mua được nữa. Nhà đứa hai đứa mua ổ cắt hai. Tôi thấy vậy thấy tội nghiệp quá. Lắm khi mà nói ừ ngoại ơi bữa nay con hết tiền đói quá. Thôi kệ. Đưa ổ luôn. Có 10.000 đưa lại cũng được. Kệ thấy tội nghiệp con ơi. Mình con cháu thấy tội nghiệp là kệ không có tiền nhín xài kệ nó. Cho nó ăn. Cho nó no. Thấy tội nghiệp. Còn cái đứa nào mua cái đứa nào đi sao nó ngoại ơi bữa nay con sao con không ăn con cũng đói hết tiền rồi ơi. Lại đây cho con mấy con mua đi bữa nào có tiền trả ngoại kể đó đi. Mến chào quý cô bác anh chị á, đang trên đường đi xuống thành phố Cần Thơ thì tới quận Thốt Nốt thì bất ngờ bắt gặp cảnh bà lão bán một ít cái món đồ ăn. Sẵn tiện sáng nay thì mình mua đồ ăn sáng luôn. Bà sáng nay ngồi ở đây thì ra chợ bán hay là đi đâu bà? Bán dài theo công ty con. Công ty? Dạ. Nhưng mà sao lại ngồi ở góc chỗ này? Tại vì trong này là giữa đồng ở nữa. Trong này giữa đồng mấy đứa đi ruộng rồi đó. Ngồi bán chút cái đi vô. À. Quen rồi. Vậy là nhà bà ở đâu? Ở bên đầu cầu bên mà ở bên bên gì bên Đồng Tháp á. Rồi đi qua bên Cần Thơ bán luôn. Đi qua Đồng Tháp và đi qua Đò Bò Ót lên đây. Đây, thấy cái mâm dân quê này, dân dã ghê á. Con chia sẻ xíu nha. Dạ. Đây là quậy, con gọi là quậy đi. Cũng dạ. tuổi ngang ngang với ngoại con nè. Ngoại bán món nào? Bánh mì, bánh bía, bánh cam. Bánh mì. Bánh tiêu hết rồi. Cam ngọt, cam mặn. Vì bán giỏ như bán vậy giỏ gì nè. Con có thể mọc về đó. Bánh mì như vậy là một ổ là bao nhiêu à? Ổ 15, mì thịt quay. Rồi bánh bía. Bánh bía thì 30.000 ổ. Bánh cam, bánh đường gà. Đâu bánh bía đâu cho con. Đây đây bánh này nè. Ổ này nè. Này là cái một miếng như vậy nè. Miếng gì nè, 40 nữa con. Cắt ra 4 miếng, miếng 10.000. Lấy 35 bán 40. Lời 5.000. Lời 5.000. Ôi, con quay hình vậy rồi lỡ lên trên mạng người ta biết tiền lời sao? Thì mình mà nói giá thôi. Đấy, 40.000 thôi. Bánh mì là 15.000 là quay. 15 mì quay nè. Tự làm luôn. Dạ, đếm con ơi nè. Nè, tôi quay vậy nè. Wow. Ngon lắm. Thịt quá trời luôn nè. Vậy đó. Nè. Đó, thịt thường cái này nè, nó vậy đó rồi. Một ngày như vậy là ngoài bán bao nhiêu ổ nè? Bán được 10 ổ hả? 10 ổ, đây mình mua đôi về. Mua rồi đem về đây bán thì dặn hồi tối nè. Mình tự xẻ ra? Tự, người ta xẻ luôn. Là mua đi bán lại á? Mua đi bán lại. Ổ vậy lời được bao nhiêu? Được 2.000. 2.000? 2.000. 10 ổ là được 20.000. Rồi thêm cái ba bánh này nữa. Đem bánh này vòng vòng nữa, kiếm bữa được 100. 100.000? 100. Mấy đứa công ty nó ra cái nó mua kiều ngoại lên kìa nó bu lại mua. Bán mười mấy năm rồi đó con. Bị không có sợ gì làm chứ mấy đứa con có chồng đó. Rồi nó cũng nuôi con nó ăn học cái này bánh bò trắng nè con. Một miếng này là? Một miếng 5.000 à. Cái này được bò bự nè, đường thốt lốt nữa nè. Đường thốt lốt? Đường thốt lốt vàng gì nè. Cho con ổ bánh mì đi, con ăn sáng mì luôn. Ăn sáng luôn. Dạ. Chan nước tương không? Chan cho con miếng nước tương ha. Ừ. Ổ lời được 2.000. Người vừa cái đứa nào mà nó ít tiền cái bán vốn lại cũng được. Tội nghiệp nó. Công nhân thì ở đây họ đâu có tiền đâu, khỏi mọc bắt hơn phụ tướng Long. Công nhân thôi. Cuối này cuối tháng hết tiền rồi. Vậy thì như ngoài bán ổ bánh mì như vậy á, dạ. Thì lỡ công nhân hết tiền biết họ không có tiền ăn sao? Vậy tí như nó còn vậy tí ít tiền cái nó 1-2 ngàn thiếu lợi rồi cái nhầm khi nó đứa quán quen quá thì nó thiếu nhà ngoại bữa nay thiếu thì lãnh lương trả bài cũng bán thiếu luôn vì gì bán lâu quen rồi. Hồi nãy ngồi nói là bán là đứa nó nghèo quá bán vốn luôn. Bán vốn luôn. Rồi nhầm đứa nó mua gà nó mua giùm cho mấy đứa kia 40-50 ngàn nó tặng cho nó ổ luôn. Tặng luôn. Nó nói cảm ơn ngoại nha, nó tặng quen đó, bị gì bán lâu quen rồi. Mì cũng ngon nha, bán được lắm, thích lắm. Dưa củ cải với mắm khô. Nhóc thịt luôn hả trời? Nhiều. Ở thành quê này bán bánh mì rẻ, thịt nhiều hơn.
Thì chú đó cũng được, nói bà già bà đội đi không con bán cây ghẻ chứ. Được, vừa sách mà vừa đội gì nè. Bên Đồng Tháp cái qua đò từ dưới bỏ rồi bộ lên đây, không biết chạy xe đạp, không biết. Đi bộ mấy cây số à? Từ dưới bỏ này cũng bộ mà không biết mấy cây, không biết nữa. Cũng xa. Ngon ghê á. Ngon. Ở bán vòng vòng này mấy đứa đi ruộng rồi này nó chịu. Tại vì trong lính này nó ra nó mần cỏ đó. Rồi nó đói bụng nó mua vài ổ vậy đó. Bị sáng giờ bán nó trong này được bao nhiêu ổ rồi? Chưa bán được, mới vô à, nó chưa ra, bữa nay không có ra mần cỏ. À là bán cho bộ đội này nè. Bữa nay nó không có ra mần cỏ. Chứ nó ra dít đất rồi. Vậy thì giờ ngoại phải gánh đi chứ đâu ngồi đây được. Gánh đi, hồi gánh đi. Tranh thủ gánh đi chứ. Tính mấy giờ thì gánh đi? 9 giờ. Rồi nhằm bữa mà lính có ra học đó thì không có đi bán luôn, hết luôn, về luôn. Ngon ghê. Có dưa cải chua. Dạ. Dạ. Rồi có được nói chưa chú Mi á. Chưa biết tin ha. Tôi bán đây cả chưa chưa cái nó lội ra đây nè, nó mua đồ trên mạng đó. Rồi tôi nói Mi cho con đi học nữa, nó nói nghỉ học rồi, nghỉ năm ngoái hôm nay năm chưa học, có hai chị em mà mẹ nó đi làm nông lạnh, cha nó đi đánh cá, tội nghiệp nghe lời anh đi không dài, không biết đi đâu mà chưa giấy tờ mặn gì được. Chia sẻ với ngoài á là hôm nay con vào trong cái xóm này nè. Là con tìm thông tin của một cái bạn mất tích. Mới có 15 tuổi à. Bị người ta dụ đi qua Campuchia. Mẹ nãy giờ khóc quá trời luôn. Mi có 15 hả? 15 tuổi. 15 hả? Thì nó tin Mi đó. Rồi cái bữa tôi bán đây cái tôi đi vòng cái này tôi ra lộ thì thấy nó đứng ngoài lộ, nó nghe điện thoại hỏi Mi con mua gì, nói con đi mua trà sữa. Cái gì đó. Nó mua bánh này hoài à. Mua bánh mì này là với bánh đùi gà này chuyên môn đó, nó ngày nào nó cũng ra nó mua chứ. Ăn được. Bịch này là bịch gì 15 ngàn nè. Cái này cũng 15 nữa. Vậy là một ngày là bán hết như này là bao nhiêu? Hết trơn với trong vỏ nè, lời được 100 ngàn đó. Không, đó, tiền vốn á. Tiền vốn là 60 ngàn. 60. Đó, bánh mì mà, bánh mì. Bánh mì, tiền vốn nhiều chứ mấy trăm ngàn nữa. Quên chú ơi. Một chục ổ vậy là 130 nè. Lời 20. Bán lời 20. Mà lấy bữa chục 12. Có hôm nào ngoài bán mà bị ôm vốn không? Không có. Bữa nào bán hết cũng chưa, không có tí kia chứ còn là mấy đứa công ty ra nó cũng mua tiếp hết à. Rồi đi về trả vốn người ta còn lời. Rồi bữa nào mà có bán chậm thì bán hơi thiếu đó, thì nó mua thiếu thì cái lời của mình không còn, còn vài chục bữa khác nó trả. Vậy thì lấy đâu mà tiền cá mắm đi chợ? Thì lâu lâu đi chợ ít con cho với mà nhầm khi ăn ít chú ơi. Ngay là bà ăn bao nhiêu tiền? Ăn chừng 50 ngàn cái gì. Ông ngoại ở nhà mua. Như ngồi bán ở đây á, về có nuôi thêm ai không? Có hai đứa cháu ngoại nó đi học, mẹ nó đi làm. Nó hai đứa, đứa học lớp mới vô lớp 1 với đứa đâu lớp 3 hay gì hả? Đứa gái đứa trai. Rồi ba mẹ bé đi rồi, làm? Ba mẹ nó đi làm. Có gửi tiền về phụ không à? Có, gửi chút đỉnh thôi. Còn có gì nhà ông ngoại nó buồn tiếp, đi cho bánh trái đồ thêm. Ông ngoại có đi? Ông nội nó không có đây, ở bên ngoại. Nó ở bên ngoại đây. Gán bằng chưa kể ít lợi ít cũng được, chứ không nhà đâu có chuyện xài đâu. Khiên vậy sao khiên nổi ta nặng chịch à? Gán đội có chừng... có hơn giả lúa à, cũng có 50 kg à, bánh dài dài lên từ từ nó nhẹ. Thì bánh này là con thích lắm nè. Dạ thích hả? Lấy bánh bò bự nè. Nằm nguyên ổ bự này với ổ già. Nguyên ổ thì còn ăn không hết. Nguyên ổ này là thuốc lốt. Đường thuốc lốt này là hai bịch nhỏ vậy đi. Bịch này là bánh dạ, bên này cắt ra nè. Một ổ cắt ra 4 miếng vậy đó. Cho con một miếng đi ha.
chú ăn liền ha, bỏ vô bọc. Để bỏ một lít chú ăn. Từ nghiệp quá bữa nay gặp chú. Thôi gán phà độ cho gặp kiếm gặp mi nó về mẹ nó. Rồi. Với miếng đường thốt lốt đây ha. Dạ. Rồi. Bán về nghỉ sớm. Dạ. Còn đắng hay là mong bánh cho bà bán cho anh kịp. À nguyên ổ bự. Bánh mì thì mua đi mang lại, à, bán lại cho không. Bán lại. Dạ. Ừ. Ăn ổ no tới trưa luôn á. Ăn ổ no trưa ơi. Mình bán đây cho mấy người đi ruộng đập dữ ăn đồ đói quá ăn không ngon. Cái nhưng này mà ăn cũng dân ngon. Ở quê á thì à, không dân có. Ở quê ăn ngon. 15 ngàn với họ à, lớn lắm mà. Lớn lắm nhầm người không mua được nữa. Nhầm đứa hai đứa mua ổ cắt hai. Tôi thấy vậy thấy tội nghiệp quá. Lắm khi mà nói ừ ngoại ơi bữa nay con hết tiền đói quá. Thôi kệ. Đưa ổ luôn. Có 10 ngàn đưa lại cũng được. Kệ thấy tội nghiệp con ơi. Mình con cháu thấy tội nghiệp thà là kệ không có tiền hiếm xài kệ cho nó ăn cho nó no thấy tội nghiệp rồi cái đứa nào mua cái đứa nào đi sao nó ngoại ơi bữa nay con sao con không ăn con cũng đói con hết tiền rồi ơi lại đây cho cụ mấy con mua đi bữa nào có tiền trả ngoại kệ đó đi kệ mình còn khỏe mạnh chút đỉnh gán lội con ơi rồi vậy thì đứa nào không có mình cho nó chút đỉnh thì không sao chứ nháy khỏe là mình lội đây con có cái bình nước hôm bữa trước con đi yeah. Con ghé qua kia bà con ở đó tặng cho con yeah. Thôi có một cái anh ở bên Long Xuyên có tặng cho con cái bình nước này yeah. Nhưng mà thấy vậy bán buôn trưa nắng á yeah. Cực quá con tặng lại anh có gì anh thông cảm ha thôi này, con để sắp cũng muốn quà của anh nhưng mà bà con tặng cho mình thì mình thấy là mình cho bà là hợp lý nhất yeah. Trời ơi. Này bỏ bên nước, nước đá uống. Con uống gì? Con tại vì con đi xa, con ra Sài Gòn không có. Dạ, bây giờ con đi ngoài đó ha. Dạ. Cảm ơn con nhiều dữ lắm nha. Bên này mua đá, mua khoảng dạ. 2.000 đá cái dặm vô. Dạ, dạ đập để vô đi uống. Bên này mới nè, có cái bình đem theo mà nó cũng hơi cũ rồi. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Giờ ngoài ra người kia người bán luôn hay hay dạ, ngồi cái này hơi nữa cái đi vòng đường đó đi ra. Đi được. Sớm chứ không là dạ, nó trễ đi, sao? Dạ, đi cũng canh canh cỡ 11 giờ nó mới ra, công ty 11 giờ mới ra. Còn mấy ổ trong này nữa cất trong còn, này bớt ha. Còn cất đây nè con, cứ gùi đồ này kia đó, để đây nè. Còn ổ nào nữa không? Mở ra này bánh cam. Hai ổ, ba ổ. Khi nào bán không hết bánh mì không ngoại? Hết trơn con, còn đây là đủ một lần mấy đứa đi sau đó. Thương hết, quá hết trơn bán ở giữa ruộng nè dạ, giữa ruộng ở cái đường này không có ai hết nè không có người dạ. Luôn á ruộng chứ mà đi liền liền con ơi à, cả hổm là có chủ dịch đưa lên xuống liền liền rồi ta lấy trứng rồi tùm lum chứ nhưng mà con nghĩ ngoài ra đường lớn có bán chạy hơn bán được chạy hơn mà giờ này vô hết rồi vô kho hết rồi canh 11 giờ là người ta ra đó rồi 1 giờ vô lại là ngồi đó công ty nằm trong này ở Bình Lộ này à, vô trong đây chỉ là bán cho người đi đồng bán cho mấy người đi đồng đi mằng vườn nhãn rồi nè như cắm ba ớt rồi đó ở nhà bữa lao động ra đông lắm rồi bị dưới này nước nè hết rồi chứ không ôm đất đồ đông lắm dân bằng đất không ruộng mà cũng tội nữa ha dạ, toàn là người nghèo không à ừ. Rồi con xin phép tạm biệt ngồi ha con gửi dạ, tiền dạ đi thao ngoại tặng con đi thôi không được mua cục vốn sao tặng thêm nè con không cho thêm thôi chứ ăn hết không thôi tặng cho cái bánh đùi gà nó đi lâu lâu thì bà cháu gặp lại nữa nha đây tặng thêm cái đùi gà cho con ăn đi vui vẻ rồi bán cục vốn sao cho con hết vậy cục vốn sao không sao đâu con ơi trời ơi có nhiêu đâu mạnh khỏe vẫn khác lắm nữa rồi đưa tiền gì thầu lại cho con nè dạ thôi thì con đến con tặng ngoại cái thùng nước có duyên ha dạ. Con cũng gửi tiền cho không con không tặng đâu tính cho con hết như đây nãy ổ bánh mì là 15 ngàn dạ với ngày kia lấy 10 ngàn nữa thôi còn cái đùi gà tặng vậy hả thầy à, tặng nhất quyết tặng luôn nhất quyết tặng luôn cái bình nước kỷ niệm để dành kỷ niệm dịp khoe cháu ngoại nha bình ổn quá bữa nay gặp con hên quá vậy là ngồi là đi từ Đồng Tháp qua bên à, bên Đồng Tháp Cần Thơ Đồng Tháp bên Cần Thơ đi hai chuyến đò đi một chuyến một hà bên đây nè cái đường đi về Cao Lãnh Cần Thơ đi phía bên này
Dạ. Bà ngoại đi về với ông Cao Lãnh. Dạ. Rồi chúc bà mua bé băng đất ha. Rồi, cảm ơn con xin phép. Nha. Dạ. Rồi.